Mẹ tôi bị khối u trực tràng, tôi có thể sử dụng rễ sáo tam phân để kết hợp với những vị thuốc nào? Mong nhà thuốc tư vấn giúp tôi ạ. Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, đối với căn bệnh khối u trực tràng thì người bệnh có thể sử dụng rễ sáo tam phân thì sẽ có tác dụng rất là tốt. Bởi vì rễ sáo tam phân từ lâu được coi là một trong những vị thuốc đứng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị ung thư. Ngoài dùng rễ sáo tam phân để tăng cường hiệu quả điều trị bệnh thì bệnh nhân nên sử dụng kết hợp rễ sáo tam phân với những vị thuốc trong bài thuốc từ cây xạ đen. Bài thuốc bao gồm các thành phần chính như sau: cây xạ đen, cây bán chi liên, cây bạch hoa xà, thiệt thảo. Liều dùng kết hợp các vị thuốc như sau: sáo tam phân 20g, cây xạ đen 30g, bạch hoa xà, thiệt thảo 30g và cây bán chi liên 20g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít rưỡi nước để uống thay nước trong ngày. Tùy vào khả năng ăn uống của người bệnh, nếu như là bệnh nhân còn ăn uống được thì nên sắc nhiều nước một chút, và ngược lại bạn nên sắc đặc một chút nếu như là đối với những bệnh nhân ăn uống kém. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.